trên các toàn cầu nổi tiếng mà đó một xét thấy cũng còn rất nhiều người còn gian nơi lửa biệt tội, và chắc chắn chúng ta biết được rằng những người đấy có thể cũng là những người thân vinh của chúng ta. Vì vậy mà giáo hội đã nhớ đến việc cầu nguyện cho các linh hồn còn gian nơi lửa biệt tội, và giáo hội đã có một ngày lễ dành riêng cho cầu nguyện cho các linh hồn tín hữu đã qua đời. Vì thế mà ngày hôm nay trên khắp tất cả các giáo hội trên thế giới, đặc biệt là giáo hội Công giáo chúng ta, đã có một ngày lễ quan trọng, và như các nơi ngày hôm nay có liền ba thánh lễ: thánh lễ thứ nhất, thánh lễ thứ hai và thánh lễ thứ ba cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Và theo truyền thống giáo xứ của chúng ta thì chúng ta đã có cái tinh thần thể hiện cái lòng hiếu thảo, cũng như nhớ đến tất cả những người đã khuất ở các lứa tuổi. Và vậy hôm nay trong tinh thần đấy, chúng ta cùng niệm dâng thánh lễ này để cầu cho các linh hồn. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thanh: tôi tuyên tín
trong kinh Tin Kính, xác loài người ngày sau đã sống lại. Vậy thì chính vì những cái ý định mà giáo hội khi đặt ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn vào dịp tháng 11 này, và giáo hội muốn mời gọi chúng ta là những người còn sống để nhớ đến những người đã khuất, đây là một việc làm quan trọng không thể thiếu được. Và đặc biệt đối với người Việt Nam chúng ta thì đạo trời và đạo hiếu là bao giờ cũng gắn với mỗi con người. Thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa nhiều đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điều hy vọng sống này và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên và cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao gồm ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con là xin Chúa thông suốt tất cả chúng con cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời. Cùng với Đức Chính Nữ Maria mẹ Thiên Chúa các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin nói thương ngoan cho Thánh được bình an và nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Oh.
dân được an nghỉ đời đời. Thì chúng ta nghe quá quen thuộc, nhưng mà quen thuộc quá thì chúng ta lại quên, chưa chắc đã hiểu được cái ý nghĩa của nó. Nguyên bản gốc của chữ Latin đó là liberate, hay là tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp cũng dùng nguyên cái từ này. Cái từ này nó có nghĩa rằng là giải phóng, giải thoát, giải cứu, giải vây. Tức là như chúng ta học ngoại ngữ, chúng ta biết được một chữ nó có rất là đông nhiều nghĩa, cứ như là tiếng Nho cổ học, ví dụ như là một chữ tử, tử có thể là con trai nhưng tử có thể là chết, hoặc là một chữ thần mà có bảy chữ Nho viết, cho nên là mỗi một ý nghĩa chúng ta phải tìm liên quan đến các vấn đề khác nhau. Vậy thì ở đây khi mà cái liberate có nghĩa là giải phóng, giải cứu, chẳng hạn như ví dụ giải vây chẳng hạn, chúng ta có thể hiểu được rằng ví dụ như người ta bắt cóc con tin, hoặc là người ta vì lý do tống tiền thì người ta bắt những người nhà và của các lãnh đạo quốc gia để mà phải cho một số tiền nào đó hứa để trả lại cho họ cái gì đó thì họ mới thả con tin, đó là giải cứu, giải vây. Hoặc là chúng cùng đồng nghĩa khi mà cái từ dùng một số tiền để chuộc ra, thì thế mà chúng ta thì thường có dùng cái từ chuối xuống cứu chuộc, nhưng mà đức ông của chúng ta cũng tránh cái từ đấy, nhưng nó không sai, nhưng mà nghĩa của nó không mạnh. Chẳng hạn như cắm xe máy hay đánh bạc cắm cái nọ cái kia thì phải chuộc, đấy là một cái vật nào thì mới được trả lại tự do, thì đấy là một cách cũng không phải là sai, nhưng nghĩa nó không mạnh. Bởi vì ngài muốn dùng là từ cứu độ. Vậy thì giải phóng ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng giải phóng con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Hôm nay khi chúng ta đứng trước đấng mồ này, tượng trưng là tất cả mọi người được chôn vào lòng đất, những người thân của chúng ta ở khắp mọi nơi được chôn vào lòng đất. Nhưng hôm nay có nghĩa đó là không phải chôn vào lòng đất không mà thôi, mà bị còn giam hãm nơi luyện tội, tức là còn ở nơi hơn cả lòng đất nữa. Vì thế mà cái kinh xin thương giải thoát còn nghĩa là xin thương giải phóng, giải phóng các linh hồn này khỏi nơi luyện tội, giải phóng các linh hồn này khỏi sự chết để đạt được sự sống, và đấy là ơn cứu độ. Và đấy cũng có nghĩa là giải phóng những người thân của chúng ta còn tội lỗi ra. Nhưng mà giải phóng thế nào được thì cần vào ơn cứu độ của Chúa, cần vào lòng thương xót của Chúa. Và việc làm của chúng ta đó là chúng ta phải làm việc lành phước đức, chúng ta phải sống trong sự tha thứ cho nhau. Chúng ta cũng nên hệ đến vấn đề chúng ta xin lễ cũng là như vậy, để cổ lễ của chúng ta hợp với cổ lễ Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là cổ lễ đẹp lòng Chúa để giải phóng mang ơn cứu độ cho thế giới và mọi người. Đấy là vì thế mà tháng cầu hồn những cái ý nghĩa lễ rất là đặc biệt. Đặc biệt là chúng ta tưởng nhớ những người qua đời, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm việc lành phúc đức, cũng như chúng ta làm việc bác ái. Và đấy là những điều để chúng ta chỉ cho xin Chúa giải phóng, xin Chúa giải thoát, xin Chúa giải cứu, xin Chúa cứu chuộc, xin Chúa cứu độ những người đã qua đời. Bây giờ đây xin tất cả mọi người chúng ta vì cái ý nghĩa quan trọng trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy hiệp dâng với lời cầu nguyện của Hội Thánh, cầu nguyện cùng Chúa thiết tha cho các linh hồn. Vậy chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng ban ơn tha thứ và yêu thương phần rỗi loài người, chúng con nài xin lòng từ bi Chúa ban cho ông bà cha mẹ em chị em bà con ân nhân và các người mồ côi của chúng con đã qua đời được lên hưởng hạnh phúc đời đời. Lời cầu bầu của Đức Maria linh hiển chọn đời đồng trinh của Thánh Giuse quan thầy chủ giáo xứ chúng con và toàn thể các thánh, cầu xin là Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa.
cho linh hồn thiên nhân được an nghỉ đời đời.